Hello, chào mừng các bạn đã quay lại Crypto FX. Tiếp tục với chuyên mục nhận coin miễn phí. Hôm nay sẽ cập nhật về một kèo cũ các bạn nhé. Kèo nhặt bạc cắt đến từ dự án Bybla. Và đặc biệt kèo này vẫn còn làm được, chưa có nguội lạnh ha, vẫn hot như ngày nào. Anh em nào mới muốn đăng ký thì tham khảo, nếu mà thấy phù hợp thì đăng ký. Và lưu ý kèo này thì không có giàu sang các bạn nha. Nói chính xác theo nghĩa đen luôn là nhặt bạc cắt ha. Vòi những cái đồng coin, những trong số đó có một cái loại coin là Matic, các bạn có thể vòi để làm phí gas là ok. Và ăn chắc 100% vì kèo này mình đã share cách đây khoảng hơn 6 tháng trước và cho tới thời điểm bây giờ vẫn còn đang tham gia các bạn nha. Tuy nhiên không có điều khi nhớ khi quên. Rồi giờ cập nhật lại một tí rồi mình sẽ đi vào chi tiết, tại vì dự án nó có một vài thay đổi nhỏ ha. Bybla sạch lại cái, nhắc lại chuyện quá khứ, sau đó mình tới hiện tại ha, còn tương lai thì không biết. Vòi xong có khi vài hôm nữa nó đứt luôn không chừng. Ít nhất là nó đã tồn tại hơn 6 tháng rồi các bạn ha, nên ok, an toàn. Rồi thì cách đây khoảng 6 tháng có chia sẻ cho mọi người khi đăng ký tài khoản ở trên đây bằng email. Đăng ký thì rất là đơn giản. Một lát nữa anh em nào mới muốn đăng ký mà thì cứ sử dụng email và đăng ký thôi, link có đặt sẵn ở trong phần mô tả. Còn riêng những bạn mà mới toanh luôn á, chưa có quen với những cái việc này thì có thể tham khảo video trước đó các bạn nha. Trước đó khi chia sẻ thì đối với trang Bybla này các bạn có thể vòi được 3 loại coin sau đây. Thứ nhất là Zcoin, thứ hai là Dogecoin. Hai loại này thì đã viết sàn từ trước tới giờ khá lâu rồi ha. Và đồng Dogecoin này thì khá nổi tiếng, chắc ai cũng biết rồi. Đúng không? Sau khi vòi thì đủ min rút nó tự động đưa về ví cho các bạn luôn, các bạn không cần phải bấm rút. Còn riêng cái đồng thứ ba là đồng FLR, đây là mã thông báo dựa của thằng Bybla. Cách đây 6 tháng trước thì nó đang là cái mã thử nghiệm thôi, chưa có hợp đồng gì cả. Nên khi các bạn vòi được thì nó giống như cái phần thưởng bonus điểm danh hàng ngày của các bạn thôi, nó lưu ở trên trang web và không thể rút được. Nhưng thông báo cho các bạn một tin vui là khoảng 2 tuần trở về đây, FLR này nó đã đi vào mainnet và nó đã viết ra hợp đồng cũng như viết ở trên CoinMarketCap và cho giao dịch ở trên WhiteSwap Exchange, một cái sàn DEX, sàn phi tập trung đa mạng, trong đó có cái mạng là Polygon ha. FLR này phát triển ở trên mạng Polygon. Thì công việc của mình bây giờ là gì? Đối với những bạn cũ đã tham gia trước đó rồi thì quay trở lại để rút cái đồng FRR này ra, có thể giao dịch liền luôn các bạn nha. Coi giá trị của nó trước một tí, coi mà kịch khác ha. Sau nay máy tôi nó đơ dữ vậy nhỉ, chắc tham gia whitelist nhiều quá. Dạo này kèo cũng khá nhiều các bạn, tuy nhiên Europe thì mình thấy cái kèo random nhiều quá mà cái khả năng trúng thấp nên không có đăng ha. Còn kèo nào mà đơn giản quá thì đăng ở trong Telegram, ít lên clip. Các bạn tham gia Telegram để nhận kèo nhanh ha. Một FRV đây, hiện tại có một thay đổi nhỏ các bạn, và cái mã token nó tự động chuyển đổi thành một FLR chứ không còn như trước nữa ha. Lúc trước là chỉ có FLR thôi, giờ thêm số 1 đầu. Lý do tại sao là như mình đã có chia sẻ, dù dự án này nó đã rất lâu rồi, tuy nhiên cái mã thông báo của nó vẫn là đang ở trên giấy thôi, đúng không, lý thuyết thôi, nó chưa có đi vào hoạt động. Thì hiện tại nó đi hoạt động rồi, nhưng mà vô tình có một dự án đã ra cái mã thông báo FRR trước nó, đó chính là Play Network. Thì để không bị trùng lập á, nên nó thêm số 1 đầu thôi, đúng không? Quan trọng là giá trị nó có, vậy thôi. Nhiêu đây? Nhìn tưởng đô giật mình chứ. Đây là tiền Việt các bạn nha, 27 đồng, đúng không? Nhưng mà vòi cũng được khá nhiều á. Rồi bây giờ quay về với cái trang vòi để cập nhật cho những bạn mà đã vòi trước đó rút ra ha, muốn giao dịch thì giao dịch. Các bạn truy cập vào một FRR nè, nó tự động chuyển đổi cho mình rồi, tỷ lệ là 1:1 các bạn nhé. Như các bạn thấy mình ở đây là tầm cỡ 9.000, đúng không? 9.000 cái token này, và có con số này là hơi bị ít đó các bạn. Lý do mình vòi không có điều ha, có bữa nhớ thì vô vòi, có bữa không nhớ thì bỏ, có khi 1-2 tuần cũng không có nhớ tới luôn. Đấy. Rồi thì bây giờ để rút các bạn chỉ cần bấm withdraw thôi và rút về ví ở trên mạng Matic, các bạn có thể sử dụng ví Meta cũng được, kết nối với mạng Matic rút về và xong. Dán địa chỉ ví vào đây nè. Khi các bạn rút á, nó hỏi địa chỉ ví, các bạn dán vào và xong thôi, rất là đơn giản ha. Làm thử đúng không? Đây, địa chỉ ví mình đã thêm trước đó rồi. Đây ha, maximum withdraw và chờ 1-2 hôm gì đó và ok. Đây, rút miễn phí thì chờ 2.500 ha và chờ trong 14 ngày, đúng không? Chuyển qua tiếng Việt đi. Cái trình duyệt Pray này nó không có chuyển qua tiếng Việt. Đại khái thông tin kế bên các bạn có thể thấy ha, cứ rút về đi, còn không thì các bạn có thể staking ở trên đây luôn. Đối với những bạn không muốn rút, lùi lại cái nè, nó có tính năng cho các bạn đặt cọc để nhận lãi ha. Phía trên ABI và annual percent yield ha, và cái lãi suất này là lãi suất kép các bạn nhé.
10% tính trên năm, đúng không? Tuy là không cao nhưng mà nếu mà đối với những bạn nào muốn hâu lâu dài á, vì cái đồng này nó vừa đi ra mainnet thôi và giá trị mình thấy nó cũng còn rất là nhỏ, đúng không? Mục đích mình vòi là mình tích lũy chứ không có giàu sang gì kèo này mà vòi xong đi bán liền đâu ha. Tại sao vòi cái số lượng như bây giờ 9.000 đi, để tôi nhân thử ra được bao nhiêu tiền. 9.000 mà nhân cho bao nhiêu? 27 đồng ha. Chuyển qua đô đi nhìn cho nó gọn gọn lại tí xíu. Này ha. Bỏ hai số 0, 9 là nhiêu? Tầm cỡ có 9 đô thôi các bạn. Thì giờ bán để làm gì đúng không? Giữ đó luôn đi, sau này biết đâu nó up nữa. Nó là vậy. Và vô staking đặt cọc 10% tính trên năm. Ok. Đấy, còn bây giờ tiếp tục ha, nói cho những bạn mới nè. Thì như đã chia sẻ trước đó, đây là một trang vòi hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể đăng ký và đường link có đặt sẵn ở trong phần mô tả video cho các bạn. Bây giờ mình sẽ vòi demo thử cho các bạn tham khảo, sau đó mình sẽ chia sẻ chi tiết cái cách mà để các bạn nâng cái số tiền vòi lên như thế nào thông qua những cái nhiệm vụ tăng X của nó này ha. X ở đây là hệ số nhân cái phần thưởng lên các bạn nhé. Ví dụ như đăng ký thông thường thì các bạn được 1X và vòi được 1 token đi, thì 2X sẽ là 2 token, đúng không? Đó là ví dụ thôi ha, còn số lượng nó không phải như vậy. Rồi bây giờ tiến hành vòi nè. Hiện tại thì nó cho vòi 3 loại coin không như ngày xưa nữa, bỏ cái thằng Dogecoin ra rồi và thay thế thằng Dog thành Matic, như vậy cũng ổn ha. Matic là rất cần thiết tại vì đây là một đồng coin mạng, đặc biệt đối với những bạn nào mà chưa có đồng Matic thì có thể vòi để làm phí ga. Và thêm một điều nữa rất là tiện ích, tại sao cái đồng 1 FRR này nó thuộc mạng Matic. Các bạn bán nó ở trên Uniswap Exchange thì nếu mà không có phí ga thì sẵn vòi thằng phí ga Matic này đưa vô để bán luôn, không? Tiện không? Không tốn gì cả. Rồi bây giờ vòi thử một cái ha. Trước khi vòi thì các bạn bấm vào, các bạn nhập địa chỉ ví. Cái địa chỉ ví Z này á, thì các bạn, con Z này các bạn có thể sử dụng ví riêng cũng được, còn không nữa thì lấy cái địa chỉ ví, ví gì nhỉ? Ví Truth Wallet. Mở con Z lên, copy địa chỉ ví dán vào đây và các bạn làm được thôi, bấm làm thử ha. Ở trên trang nó thì nó mình bấm skip luôn. Nếu mà bấm vô đây xem quảng cáo một cái thì cái số lượng nhận sẽ được nhiều hơn, nhưng mà để không mất thời gian thì mình bấm skip bỏ qua. Xác minh captcha. Không, các bạn thấy cái nào hợp thì các bạn làm ha. Đây là mình nhận được số lượng bao nhiêu đây, và đủ min rút thì tự động nó ra thôi. Min rút nó để là bao nhiêu nhỉ? Đâu rồi? Cô không nhớ min rút nó bao nhiêu bạn. Mình cứ vòi thôi và tự động nó về ví à. Chắc chắn 100% ha, yên tâm. Rồi Matic thì tương tự. Bấm vô lem, dán địa chỉ ví vào nha. Đối với những bạn mà chưa cập nhật địa chỉ ví, còn khi mình đã cập nhật một lần rồi á thì nó sẽ lưu ở trên đây luôn, phải không? Lem skip luôn đi. Bond tree verify. Đây, nhận được như đây Matic. Phí ga Matic là đặc biệt cực kỳ rẻ ha, và với cái lượng ga là 0.05 này á là các bạn có thể swap Vivu được rồi các bạn nhé. Đấy. Rồi tương tự như vậy, đồng FRR coi lem được bao nhiêu mỗi ngày nè. Moto Circle. Sao giờ còn giảm dữ rồi nha. Đúng rồi, nó ra mainnet rồi, chứ bình thường mỗi một ngày và lem được mấy trăm á các bạn. Mấy hôm nay mình cũng không có thèm vô coi luôn. Ồ, giờ chỉ còn 2.1 thôi, sao buồn vậy. Và không có cố định đâu ha, có ngày này được nhiêu đó, ngày khác được nhiêu đó, nó thay đổi liên tục ha. Thì cứ lem thôi, miễn phí thì anh em nào lem thì tham khảo. Rồi bây giờ nói về cái phần tốc độ. Tốc độ thì mình nói cái phần chuyên cần trước ha, tại vì nó có rất là nhiều yếu tố để cộng điểm cho mọi người. Các bạn vô phần đâu rồi nha, đây Dari Reward nè, phần thưởng hàng ngày ha. Khi các bạn lem đều hàng ngày á, một ngày hai ngày chẳng hạn, thì nó sẽ nâng cái X của bạn lên từ từ, đúng không? Và đặc biệt tới ngày thứ 6, 6 ngày liên tục thì được cái phần thưởng bonus, và phần thưởng nó sẽ nhiều hơn những cái ngày còn lại. Đấy. Và ngày thứ 7 các bạn sẽ được 2X nhân 2 tài khoản, nhân 2 cái phần mà các bạn lem được thôi nha. Đấy. Sau đó quay lại từ đầu là 1.05X. Đấy, cứ vậy mà nhân lên. Và tính ra đây để coi bao nhiêu đây. Và ngày thứ 14 các bạn sẽ là 2.5X. Đúng không? Tiếp đến 14 cộng cho 7 ra bao nhiêu? Và 14 cộng 7 ha. Sao giờ bị xoắn não rồi, 21 và được 3X. Và tương tự như vậy cho tới ngày 28 sẽ được 3.5X. Tới cái ngày 28 này quay lại từ đầu, làm mới lại các bạn nha. Chạy tiếp ở đây vậy, nguyên một cái vòng lặp cứ như vậy mà
điểm danh thôi, nó tương tự như cái điểm chuyên cần vậy đó. Đấy. Rồi, đó là một cách để cho các bạn tăng X ha. Tiếp theo là có thể mời bạn bè, các bạn vô một referral nè, các bạn copy đường link để chia sẻ cho mọi người là xong. Rồi bây giờ nói tới cái phần tăng X cố định rất là tiện, đó là gì? Các bạn kéo xuống liên kết với mạng xã hội. Ví dụ Twitter sẽ được 1.2X gì đây, đây. Và Facebook được cộng thêm 0.2X. Và lưu ý các bạn nha, là đối với cái X này là cố định luôn. Khi các bạn kết nối nhiệm vụ và nó cộng trực tiếp vô tài khoản cái X này cho các bạn. Tốc độ á, à, không phải tốc độ mà là cái hệ số phần thưởng á, nó cộng trực tiếp luôn, cố định luôn ha. Còn đối với ở trên đây thì nó sẽ thay đổi theo hàng ngày, đúng không? Khác biệt ha. Và một điểm lưu ý nữa là khi các bạn sử dụng trình duyệt và trình duyệt Play đây, mình đang sử dụng nè, thì sẽ được nhân 2 tốc độ. Tương tự như vậy, nếu mà bạn nào không muốn xài trình duyệt Play này á, thì các bạn có thể tải một cái app, app của thằng Payware này. Khi bạn đăng ký xong thì các bạn nó có đường link tải, mình đặt sẵn ở trong phần mô tả video cho các bạn luôn. Các bạn tải về trên điện thoại thì các bạn truy cập nó dễ dàng hơn, đúng không? Và cái phần thưởng nó cũng tương tự như khi các bạn sử dụng ở trên trình duyệt Ray. Đối với những bạn nào không muốn sử dụng Ray, còn bạn nào có sẵn thì khỏi tải về máy làm gì cho nó nặng, đúng không? Xài được tiếp ở trên trình duyệt VM cho nó khỏe. Rồi, nó chỉ có vậy thôi. Và rút được 100% ha, bảo đảm. Còn thông tin gì cần cập nhật nữa không? Wood Swap Exchange. Thôi rồi, bây giờ đi swap thử các bạn nha, coi thử giá trị nó làm sao. Đường link swap này mình sẽ để trong phần mô tả video cho các bạn luôn, đối với những bạn nào muốn bán. Nhiều khi muốn bán mà không biết bán ở đâu. Kéo xuống xem coi. Có phải là Wood Swap Exchange hay không? Đây. Nó swap qua đồng Matic ha, hiện tại đang có thanh khoản ở trên đây. Ví dụ cho 10.000 đi. Ồ, sao giờ bèo và giảm nha ha. Được có à, đúng rồi, sorry các bạn, do Matic là nó giá tới 1 đô mấy rồi. Được 6.6 Matic, bấm swap là xong, không? Rất là đơn giản. Đúng là phần thưởng quá bèo luôn. Lúc trước thì vòi được khoảng vài trăm cái token mỗi ngày, bây giờ chỉ còn có 2 token thôi mà để vòi được 1.000, 10.000 token thì phải nói là cực kỳ lâu ha. Nên thôi không khuyến nghị các bạn vòi cái đồng này. Giờ chia sẻ và chủ yếu cập nhật cho những bạn cũ đã tham gia trước đó rút ra, và chia sẻ cho những bạn mới một cái trang vòi cái đồng Matic uy tín ha, để làm phí ga. Nhắc lại, kèo này không phải là kèo giàu sang ha, lùm bạc cắt. Phải chi lúc trước mà xuyên vòi cái đồng FL này nè là ok á, thấy cũng ổn đó ha. Rồi, coi như vậy là xong. Trong quá trình thao tác có cái vấn đề thắc mắc gì thì các bạn hãy để comment, mình sẽ chia sẻ. John Telegram để nhận tin nhanh các bạn nha, và hỗ trợ nhanh. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.